Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của channel bán linh kiện.vn. Chúc mừng New, chuỗi video cập nhật những sản phẩm mới nhất và hot nhất trong tuần vừa có mặt tại bán linh kiện. Mở đầu video sản phẩm mới tuần này là máy tiện mini MT775. Máy tiện mini dùng để chế tạo các sản phẩm từ gỗ với kích thước vừa và nhỏ, với độ chính xác cao, ổn định, không gây tiếng ồn. Thiết kế cho những người đam mê DIY với kích thước nhỏ và di động, được trang bị lớp bảo vệ chống nước trong suốt với động cơ moment xoắn lớn. Điện áp hoạt động là từ 12V đến 24V DC với công suất là 1000W, tốc độ động cơ là từ 1500 đến 7000 vòng. Kích thước sản phẩm là 300 x 70 x 65mm. Tiếp theo là công tắc thông minh Sonopower 2, là công tắc thông minh giúp bạn điều khiển bật tắt và hẹn giờ mọi thiết bị trong gia đình thông qua điện thoại cho dù bạn ở bất kỳ nơi đâu. Quản lý thông qua app Everlink hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị, theo dõi tình trạng sử dụng điện, hẹn giờ, đặt lịch bật tắt và chức năng chia sẻ quyền quản lý thiết bị với người khác, tương thích với Amazon Alexa và Google Nest. Công tắc chịu tải tối đa là 15A và mức công suất tối đa là 3500W, đáp ứng tốt các thiết bị điện thông dụng từ đèn LED ấm siêu tốc đến các thiết bị điện công suất lớn như động cơ, bình nóng lạnh. Và tiếp theo là gã máy khoan tay KT6100, có chức năng làm gã giữ, cố định các loại máy khoan tay, máy mài, máy cắt. Đầu kẹp có đầu vít thay đổi phù hợp với các loại máy khác nhau. Đường kính trục gá là 43mm, kích thước là 400x160x160mm. Tiếp theo là cảm biến khoảng cách từ 10-120cm, là cảm biến khoảng cách có thiết kế nhỏ gọn, chống thấm nước, ứng dụng cảm biến bật tắt đèn, thiết bị hay dùng trong hệ thống xả nước tự động ở bồn rửa tay, bồn vệ sinh. Cảm biến tiết kiệm điện năng, ổn định và đáng tin cậy. Độ nhạy cảm ứng có thể được thiết lập bằng tay để phù hợp với môi trường, khoảng cách và ánh sáng. Điện áp hoạt động là từ 5V đến 24V, dòng làm việc là bé hơn 18mA, đầu ra là 5V ở mức cao. Nhiệt độ làm việc là từ âm 20 độ đến gần 50 độ C, với góc cảm biến là 35 độ. Khoảng cách cảm biến là từ 10cm đến gần 1,2m có thể điều chỉnh. Tiếp theo là mạch CNC USB DIY. Về tính năng và đặc điểm, điều chỉnh thiết kế cách ly ghép quang, sử dụng TVS để bảo vệ an toàn giao diện. Tất cả chip lõi được thiết kế bằng kim loại chắc chắn, các USB đặc biệt có khả năng chống nhiễu cao. Chức năng tự kiểm tra phần cứng của bộ điều khiển USB CNC hỗ trợ các dây chuyền với chức năng giới hạn 4 trục, điều khiển tốc độ trục chính, điều khiển chuyển mạch làm mát bằng nước đầu phun, hỗ trợ phần mềm CAD DXP Profile, hỗ trợ 4 trục, tần số bước tối đa là 25kHz, yêu cầu phần cứng của máy tính đạt tốc độ CPU 1,6 GHz trở lên và bộ nhớ RAM tối thiểu là 1GB. Tiếp theo là mạch chuyển nguồn tự động mini. Tính năng nổi bật là tự động sạc pin khi có nguồn ngoài, tự động ngắt sạc khi pin đầy, không gây hiện tượng nạp xả gây hỏng pin. Lựa chọn dòng sạc cho pin, tránh tình trạng gây phồng pin. Đầu ra lựa chọn bằng biến trở. Tự động cắt nguồn khi đầu ra bị ngắn mạch, thời gian chuyển nguồn là bé hơn 1 giây. Điện áp đầu vào là 5V DC, điện áp đầu ra là 4,5V đến 15V 1A, điện áp ra pin là 4,2V. Tiếp theo là combo dàn phơi thông minh 12V DC. Dàn phơi thông minh mini là sản phẩm hữu ích cho mọi nhà, nhất là trong những ngày giao mùa, mưa gió bất chợt. Với module cảm biến mưa, dàn phơi sẽ tự động phát hiện mưa và quần áo sẽ được thu vào trong mái che, hành lang để tránh ướt. Điện áp hoạt động là 12V DC. Combo sản phẩm bao gồm một nguồn adapter 12V 4A, một panel cảm biến mưa, 3 công tắc hành trình, một công tắc bập bênh, 10m dây điện kèm theo với màu bất kỳ, một động cơ giảm tốc và một module dàn phơi thông minh. Tiếp theo là máy khoan bàn mini BG5158. Máy khoan bàn mini có công suất 150W, phù hợp cho sản xuất thủ công mỹ nghệ, gỗ, PVC, kim loại với độ cứng thấp và độ dài dưới 3mm. Điện áp làm việc là từ 220V AC với tần số 50Hz, công suất là 150W. Khoan sâu tối đa là 2,5cm. Tốc độ không tải là từ 0 đến 3.500 vòng và từ 0 đến 7.000 vòng. Tiếp theo là bộ thu phát RF433, là bộ truyền nhận không dây, sử dụng công nghệ trải phổ tân tiến LoRa. Nhiều ưu điểm so với điều chế FSK truyền thống, chuẩn LoRa mang đến hai yếu tố quan trọng là tiết kiệm năng lượng và khoảng cách phát siêu xa, được ứng dụng trong truyền nhận từ xa, giám sát, kiểm soát từ xa trong công nghiệp. Điện áp hoạt động là từ 8 đến 28V, chuẩn giao tiếp qua RS232, RS485, tốc độ mặc định là 9600, tần số sóng hoạt động là từ 410 đến 441 MHz, mặc định ở mức 433 MHz với công suất là 30 dB/m, khoảng cách truyền tối đa trong điều kiện lý tưởng là 8000m. Tốc độ truyền là từ 0,3 đến 19,2 kbps/giây, kích thước là 25 x 62 x 82mm, sử dụng thêm các anten hệ số gen cao để đạt được hiệu năng tốt hơn. Tiếp theo là đèn pha LED, mắt cú chờ sáng xe máy, 3 chế độ, được sử dụng như một bóng đèn chờ sáng cực mạnh, chuyên dụng cho các phượt thủ, cũng như những người hay phải đi xe trong đêm khi đèn zin theo xe không đủ độ sáng. Với ưu điểm là nhỏ gọn,
dễ dàng lắp đặt, ánh sáng mạnh, gom sáng và chiếu sáng tốt, chất liệu kim loại nặng, chịu được va đập mạnh, chống thấm nước theo tiêu chuẩn IP67, điện áp hoạt động là 12V DC với công suất là 20W, nhiệt độ hoạt động là từ âm 40 độ đến 40 độ C. Và cuối cùng là sản phẩm hot của video sản phẩm mới tuần này, đó là chạm hàn C11. Chạm hàn C11 sử dụng MCU ST18 được thiết kế và sản xuất bởi Minh Hà. Ngoài chức năng cơ bản, phiên bản C11 còn có nhiều tính năng nổi bật như cài đặt thời gian chờ, giúp tiết kiệm điện năng khi không sử dụng trong thời gian dài, bảo vệ quá nhiệt tay hàn và bảo vệ mạch khi không có tay hàn. Khi phát hiện không có tay hàn thì màn hình sẽ hiển thị dòng chữ tay hàn và mạch sẽ ngủ sau 1 phút. Và khi nhiệt độ quá cao trên 600 độ, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ T0 cao và ngừng ra nhiệt. Điện áp hoạt động là nguồn 12V DC với dòng 5A hoặc nguồn 24V DC với dòng 3A, phù hợp với các tay hàn Haco 936. Chạm hàn có đế, dễ dàng vít cố định, có thể sử dụng với các loại vít như vít M3 và vít M4. Và trên đây là video sản phẩm mới số 65 của channel bán kiện.vn. Các bạn thấy các sản phẩm này như thế nào? Nếu muốn đặt mua, hãy comment số điện thoại xuống bên dưới video để được bên mình hỗ trợ sớm nhất. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bán kiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.